Thưa quý vị và các bạn, đau dạ dày là tình trạng dạ dày bị tổn thương niêm mạc, chủ yếu do viêm loét gây nên. Đau dạ dày là bệnh phổ biến nhất trong các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh xuất hiện tại mọi quốc gia và ở mọi lứa tuổi. Và nếu như không được chữa trị kịp thời thì có thể gây ra ung thư dạ dày. Và ngày hôm nay để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này thì chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi ngắn với bác sĩ Huy. Xin chào Nam Phương, xin chào quý vị các bạn. Dạ vâng thưa bác sĩ, đầu tiên em có một câu hỏi đó là đâu là những nguyên nhân gây nên bệnh viêm loét dạ dày và đau dạ dày ạ? Nguyên nhân nó có rất nhiều, nhưng mà cái nguyên nhân phổ biến nhất mà chúng ta có thể thấy ở đây thì chính là vi khuẩn HP. Tiếp đó chính là những cái nguyên nhân ví dụ do thuốc chẳng hạn. Chúng ta dùng corticosteroid hoặc là NSAID là những cái thuốc chống viêm giảm đau ấy, thì nó cũng gây nên tổn thương, cái tình trạng tổn thương niêm mạc dạ dày. Còn những cái nguyên nhân khác phổ biến hơn có thể thấy đây, đó chính là cái căng thẳng stress, rồi là những cái chế độ ăn uống và luyện tập nó không khoa học, chế độ làm việc sinh hoạt nó có vấn đề, nên chúng ta rất dễ bị mắc những cái bệnh dạ dày, đặc biệt là viêm loét dạ dày, đau dạ dày. Vậy thì bệnh dạ dày có phải là một bệnh dễ mắc không, và chủ yếu là ở những lứa tuổi nào ạ? Bệnh dạ dày là một bệnh phải nói là cực kỳ dễ mắc, bởi vì ở Việt Nam 90 triệu dân thì có phải đến 20 triệu người đấy là có nguy cơ mắc bệnh dạ dày và có bệnh lý dạ dày. Rất nhiều nguyên nhân như vậy dẫn đến cái việc mà bệnh lý dạ dày cực kỳ dễ mắc, chủ yếu là ở những cái thành phần lứa tuổi đó là những người trẻ khoảng từ 25 đến 40 tuổi, khi mà cái áp lực công việc nó rất là nhiều, chúng ta phải lao đầu vào công việc và ít chú trọng sức khỏe hơn, ăn uống không được khoa học, không có chế độ luyện tập hợp lý, hay căng thẳng stress, rồi là rất nhiều những cái nguyên nhân bên ngoài tác động vào. Thế nên là cái dạ dày rất dễ bị tổn thương, và bệnh lý chúng ta hay gặp nhất đấy chính là đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên về câu hỏi này, tuy nhiên thì bệnh đau dạ dày có thể lây được không ạ? Thực ra đây là một câu hỏi rất là thú vị, nhưng mà thoạt nghe đầu tiên thì có vẻ thấy hơi buồn cười, nhưng mà trong bệnh lý dạ dày nó có một cái loại bệnh lý viêm loét dạ dày gây ra bởi vi khuẩn HP, thì vi khuẩn HP thì hoàn toàn có thể lây qua đường miệng miệng. Thế nên là bệnh viêm loét dạ dày do vi khuẩn HP có thể lây từ người này sang người khác qua đường miệng miệng. Vâng thưa bác sĩ, vậy thì có phải khi bệnh trở nên nặng hơn thì ắt hẳn sẽ gây ra ung thư dạ dày hay không ạ? Nếu như chúng ta có một cái tình trạng viêm loét dạ dày, đau dạ dày mà để lâu mà chúng ta không điều trị kịp thời ấy, thì tại những cái ổ viêm loét như vậy nó sẽ xảy ra cái tình trạng gọi là quá sản, và nó sẽ tiến triển thành cái mạn tính, và từ những cái viêm loét dạ dày mạn tính như vậy thì nó sẽ có những cái tỷ lệ phần trăm không phải là thấp có thể chuyển thành ung thư dạ dày. Cái này là rất là nguy hiểm, nên là những người mà có những cái tình trạng viêm loét dạ dày thì chúng ta nên điều trị kịp thời để tránh nó trở nên mạn tính và nó sẽ biến chuyển thành ung thư dạ dày, như vậy rất là nguy hiểm. Theo phương thuốc dân gian hay hiện đại, ở nhà hay theo những phương thuốc được chỉ định sẵn thì chúng ta có rất nhiều cách để điều trị bệnh đau dạ dày. Vậy thì theo bác sĩ những cách điều trị này như thế nào ạ? Thì thực sự thì ở những cái địa phương khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái bài thuốc dân gian hay là có những cái mẹo để điều trị những cái bệnh viêm loét dạ dày khác nhau, nhưng mà dưới quan điểm của Tây y thì tôi không khuyến cáo mọi người làm theo, bởi vì là cái này chưa có khoa học, chưa kiểm chứng. Và cái thứ hai là tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta điều trị viêm loét dạ dày, đau dạ dày theo một cái phác đồ của Tây y, theo có được một cái gọi là một cái chứng thực của khoa học, một cái phác đồ do bác sĩ đưa ra thì nó sẽ tốt hơn. Lúc nãy khi nhắc tới những nguyên nhân gây ra đau dạ dày thì bác sĩ có nhắc tới việc uống thuốc. Vậy thì không biết là có phải cứ uống thuốc Tây y là sẽ có nguy cơ hay là có khả năng không ạ? Thì thuốc Tây y có rất là nhiều loại thuốc để có thể điều trị những cái bệnh khác nhau. Nhưng mà người ta xét thấy là có hai cái dạng thuốc là gây tổn thương dạ dày nhiều nhất. Đấy chính là corticosteroid, và thứ hai đó chính là thuốc NSAID, tức là thuốc chống viêm giảm đau không steroid ấy. Thì hai cái thuốc này nó có những cái cơ chế khác nhau để nó gây tổn thương dạ dày, và những người sử dụng hai loại thuốc này thì có nguy cơ bị viêm loét dạ dày nhiều hơn. Em thấy là bệnh đau dạ dày vẫn có thể tái phát, vậy thì nguyên nhân có phải là do vi khuẩn vẫn còn đó hay là do những nguyên nhân ban đầu quay trở lại ạ? Thì việc mà điều trị viêm loét dạ dày nó là cả một quá trình, bởi vì là chúng ta nếu chỉ điều trị triệu chứng thôi thì nguyên nhân nó vẫn còn đó, nó chắc chắn sẽ tái phát, như bạn MC vừa nói rất là chính xác. Bởi vì là khi mà chúng ta không điều trị được tận gốc nguyên nhân thì có rất nhiều, như tôi vừa kể ra, nếu mà chúng ta điều trị được triệt để HP thì nó sẽ khỏi, nếu mà chúng ta điều trị triệt để được những cái bệnh lý khác chúng ta gây nên viêm loét dạ dày chúng ta sẽ khỏi. Nhưng mà những cái stress, những cái mà nó ảnh hưởng từ chính công việc của chúng ta
thì như vậy nó rất là khó để chúng ta có thể hoàn toàn có thể thoát khỏi viêm dạ dày được. Và ở đây thì em thấy chúng ta có một loại thuốc, đấy là thuốc dạ dày Cofaxin do chính Viện Khoa học Công nghệ Y Dược INPT sản xuất. Và ở đây thì những cái thành phần đều là những thành phần thảo dược, ví dụ như là cam thảo, dạ cẩm hay là tam thất. Vậy thì theo bác sĩ, việc kết hợp những thảo dược này thành một phương thuốc thì sao ạ? Vâng, đây chính là sản phẩm dạ dày Cofaxin, một cái sản phẩm rất là nổi tiếng của Viện Khoa học Công nghệ Y Dược. Thì sản phẩm này có đặc điểm, đấy chính là kết hợp 9 loại thảo mộc từ thiên nhiên, hoàn toàn từ thiên nhiên hết. Và một cái điểm đáng chú ý nữa, đấy là tất cả những cái công nghệ để sản xuất ra được Cofaxin như thế này chúng tôi sử dụng đều là công nghệ xuất phát từ Hoa Kỳ hết. Ví dụ như là công nghệ nano, công nghệ sinh học phân tử, công nghệ chiết xuất xanh vân vân đều được cấp phép và kiểm chứng bởi FDA, được có giấy phép sản xuất và lưu hành của Bộ Y tế. Thì nó làm cho cái Cofaxin này nó có tác dụng hấp thu tốt nhất và phát huy tốt nhất được những cái điểm mạnh của những cái loại thảo mộc này, và giúp cho người bệnh có một cái sinh khả dụng mà thực sự là tốt, điều trị hiệu quả và giúp cho bệnh nhân cải thiện cái tình trạng đau dạ dày, viêm dạ dày. Cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Huy thì đã giúp cho chúng ta hiểu hơn rất nhiều về căn bệnh dạ dày, và quan trọng nhất đấy là chúng ta cần phải có một phương thuốc để chữa trị dứt điểm được căn bệnh này. Và các bạn đừng quên, với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Huy thì đã hướng dẫn cho chúng ta cách để có thể phòng chống lại được căn bệnh này. Chúc quý vị có một sức khỏe thật tốt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.